Xin chào và xin cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái đà phao mình nha. Hôm nay ngày thứ 7, mình đà phao xin chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người một ngày mới luôn luôn gặp nhiều sự may mắn nha. Thì bà con chụp phiên giao dịch ngày hôm nay và cà phê tại Hai Sàn Cà Phê London và New York thì quay đầu giảm nhẹ trở lại bà con nha. Sau đây mình mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ 7 nha. Thưa bà con, sau đây bằng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 7. Giá cà phê tại sàn cà phê London thì có giảm nhẹ trở lại bà con nha. Giá cụ thể là ghi hàng giao ngay tháng 5 giảm 18 đô xuống 2.162 USD tấn. Ghi hàng giao ngay tháng 7 thì giảm 16 đô. Ghi hàng giao ngay tháng 9 thì giảm 14 đô. Ghi hàng giao ngay tháng 11 thì giảm 13 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay cũng khá thấp. Thưa bà con, công chiều giảm tại sàn cà phê London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 7. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica có giảm trở lại bà con nha. Giá cụ thể là ghi hàng giao ngay tháng 5 giảm 4,35 cent xuống còn 177.85 cent trên pound. Ghi hàng giao ngay tháng 7 giảm 4,20 cent. Ghi hàng giao ngay tháng 9 giảm 4,10 cent. Ghi hàng giao ngay tháng 12 giảm 4,05 cent bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay cũng khá nhiều. Sau đây là phố Huawei và con mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 7, ngày 4 tháng 3 năm 2023. Tất cả mọi người, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu sáng hôm nay ngày thứ 7 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.